vào cái lobby khó thế. Toàn queen ạ. Cung ở Sailing Assassin, Aegis Ranger. Ok, trận này chơi Hunter anh em ạ. Hunter được. Hunter hoặc là ép. Trận này không có Tsunami, có thể là chơi chuyển sang ép. Hunter chuyển ép được, ok. Trận này là có gặp clan bé Pi này. Bé Pi này có cậu Hiệp ở đây này. Đánh hay lắm, kìa bé Pi bá kia đánh cũng khá là hay. Tôi gặp mấy lần trong rank rồi anh em ạ. Hello các anh em nhá, chào mừng anh em đến với Game Today. Chào các anh em mới vào. Các anh em đi qua để lại tôi một like nhá anh em nhá. Cảm ơn anh em. Anh em cứ phải để tôi nhắc like nhở. Dạo gần đây là tôi thấy các anh em cứ phải để nhắc. Đấy, trong khi cái việc like, tôi phải nói thật với anh em, cái việc like, tôi là streamer và anh em là khán giả, tôi phục vụ anh em. Thì cái việc like ấy, như động viên anh em, động viên. Nguyên tắc cơ bản giao tiếp, anh em đừng quên nhá. Anh em like thì tôi mới còn có thể là coi như phục vụ anh em nhiều được, vui vẻ được. Bây giờ đang đứng trong cái phương diện là người dùng dịch vụ mà anh em. Còn các anh em mới vào mà chưa biết thì tôi cũng xin dành ra ít giây đầu buổi stream nhá. Xin phép các anh em. Các anh em mà biết rồi thì tôi không nói, nhưng mà các anh em chưa biết thì tôi xin phép mấy giây đầu buổi stream tôi tâm sự tí là các anh em xem stream ấy thì các anh em là giải trí. Các anh em xem giải trí đấy. Còn tôi thì tôi là làm việc anh em nhá, làm việc đấy, làm việc không phải chơi tử đâu. Đó nên là nó cũng có nhiều những cái mà nó stress của công việc. Đấy nên là rất là cần những phải động viên, động viên bằng vật chất mà không có thì tôi cứ cần cái động viên bằng tinh thần lắm chứ. Thế nên là anh em đừng quên nhá, anh em đừng quên like, chứ tôi thấy dạo gần đây anh em hay quên lắm. Mà tôi nhìn thấy những cái đống like kia thì tôi nói thật chả ai mà coi như là vui vẻ được cả. Nhưng chả ai vui vẻ được cả. Ngồi xem từ lúc 9:30. À không, hôm nay livestream là 10:30 nhỉ. Sorry anh em. Nhầm. 10:30 mà bây giờ nó là bao nhiêu rồi? Gần 3:00 sáng. Gần 3:00 sáng rồi nhá. Đấy. Mà hôm nay đâu phải là livestream bình thường đâu. Hôm nay là anh em thích cái lineup nào là tôi chơi cái lineup đấy. Anh em bảo tôi chơi gì tôi chơi đấy. Đấy, chứ tôi có bao giờ tôi thất thừa với anh em hay là tôi lút lời anh em đâu. Đấy, chỉ có điều là cái giới hạn của một buổi giờ stream thì nó có giới hạn thôi. Anh em, có nhiều anh em là có vẻ như là các anh em mà anh em được phục vụ rồi, các anh em được chơi những cái lineup mà các anh em thích rồi thì các anh em đã like và các anh em đã donate rồi. Nhưng mà còn các anh em mà không được phục vụ thì các anh em có vẻ anh em không like luôn. Cay nhở, cay thật sự. Đấy, thế mà hôm nay nhá, chưa có một cái trận nào mà tôi chơi một cái line up mà nó gọi là tử tế giao hồn để tôi có vẻ là được chơi. Đây, bây giờ cái trận này tôi xin phép anh em nhá, là tôi đã có cái bộ Hunter ở đây. Xin phép anh em là cái trận này là tôi chơi tử tế một trận theo ý tôi. Ôi, trận cuối cùng thôi anh em ạ, trận cuối cùng thôi nhá. Chứ còn bây giờ mà lại phục vụ tiếp thì đến bao giờ nó mới được top 1 để đi ngủ đây. Hôm nào thì cũng bảo là chơi được top 1 mới đi ngủ. Khổ. Thôi nhá, cái trận này. Cái thứ nhất là hôm nay thực ra là vẫn chưa có trận top 1 nào. Cũng phải nói thật là như thế. Toàn chơi mấy cái bộ kiểu anh em cứ yêu cầu nào là cái gì, thứ cự ma các thứ thì yếu. Hay là cái mấy cái bộ kiểu chơi gấu đi anh ơi, thì mẹ cố gắng chơi gấu cho anh em, không ra gấu thì mẹ chết. Chơi beat thì cũng yếu. Anh em bảo chơi quả beat tôn ngộ không, glacier, sùng hồ. Thôi rồi, trận này chơi tử tế anh em nhá. Đấy, ổn áp. Rồi, ổn áp rồi. Có Hunter là rất ổn áp rồi đấy. Đầu game là phải vứt cái con Eco vào, nhưng mà bây giờ có Hunter thì không còn không cần con Eco nữa, mà thậm chí là chúng ta có thể đánh chuỗi thắng được luôn. Rất ok. Trận này cậu Hiệp là chơi Eco trắng luôn, Eco trắng luôn. Lúc đầu thì tôi cũng không định là phá Eco của cậu Hiệp. Lúc đầu thì tôi cũng xác định là tôi mua Hunter tôi ghép đồ luôn, đầu game mà tôi ghép với gậy gai luôn. Thế nên là tôi cũng không có ý định là cướp chuỗi đâu, cướp chuỗi thua đâu. Mà thôi, tôi nhường cho cậu Hiệp là chơi chuỗi thua.
Còn tôi vứt tạm với con Eco vào thôi, để tôi giữ máu thôi. Đến lúc mà tôi có đủ Hunter, tôi cho Hunter vào, tôi đánh bổ củi. Đấy. Chứ tôi cũng không có ý định là tôi phá chuỗi. Anh em đừng bảo phá chuỗi cùng là như là streamer, anh em đừng có bảo thế không. Lại bảo phá xong rồi nó lại mất lòng nhau, anh em bảo không? Đấy là chơi thôi, mình chơi mình cũng có bài mà. Mình cũng mạnh thôi, mình cũng không phải phá. Đấy, biết đâu ấy là cậu Hiệp cũng đang stream, không biết là cậu Hiệp có bên kia có stream không, thì anh em có thể qua xem cậu Hiệp có stream không bên kia không. Bốn đỏ luôn này anh em này, được không? Ok chưa? Rất ổn áp nhá. Bốn đỏ máu là cộng lên 450 máu, cực kỳ khỏe. Bây giờ tôi cần cái con gì? Tôi cần ra cái con rồng 3 tiền Ego Seed để có thể cho nó vào ở round thứ 11 cho vào hoặc 12 cho vào. Ồ, trận này chơi tử tế anh em ạ. Thứ nhất là cái trận này ấy, là tôi thấy là ở trong cái trận đấu này có rất nhiều những cái anh em đang ở cái mức rank cao, chơi nó mà chơi vớ vẩn không tử tế thì lại toang. Đấy, nên là cái trận này tôi chơi xin phép anh em cho tôi chơi đội hình yêu thích 9 ép nhá anh em nhá, 9 ép để có thể được top. Đấy. Cũng như là coi như là sử dụng 100% công lực đi, đúng không? Chơi trận này tập trung chơi. Thế nên là anh em xin phép các anh em nhá, tôi lướt ít cái chat thôi. Lướt ít cái chat, đọc ít cái chat thôi. À, cậu Hiệp cũng đang livestream à? À. Bên kia cũng đang livestream đúng không anh em? À, được, được. Thế trận này là có bên kia là cũng có đang có tôi ở bên kia. Rồi. Eco. Hai kênh đều đang livestream. Tầm 4 giờ sáng rồi đấy. 3-4 giờ sáng. 3-4 giờ sáng rồi mà bên kia vẫn livestream cả. Kinh quá nhở. Thực ra chưa bao giờ tôi ngồi trong vòng một tháng này, chưa bao giờ tôi ngồi đến cái giờ này đâu. Chưa bao giờ tôi ngồi đến cái giờ này đâu. Ngồi đến giờ này là hơi muộn rồi đấy. Tầm này nói chung là hôm nay thì cũng xin phép vợ rồi, nên là cũng stream vợ ngủ. Vợ tôi cũng ngủ trước rồi. Ngủ trước nên là tôi có thời gian tôi stream cho anh em xem, chứ còn bình thường thì cũng không thể livestream đến cái giờ này đâu. Vợ tôi mà ví dụ như vợ tôi tỉnh giấc vào lúc khoảng 2 giờ vợ tôi hay tỉnh giấc ấy. Vợ tôi đi vệ sinh ra vẫn nhìn thấy bạn cùng giường coi như là vẫn thao thao bất tuyệt, thế nào mà chả véo tai kéo lên giường tụt quần đi ngủ. Dã man. Cái tầm đấy nếu mà chưa xin phép thì nó thế, chứ còn hôm nay thì thoải mái anh em ạ. Rồi, chuyển tiếp thôi anh em ơi. Cố gắng cái trận này tốt một rồi đi ngủ nhá. Mai là con có clip mà up clip chứ. Cả ngày hôm nay phục vụ anh em bằng những cái live up lạ rồi, yêu cầu rồi, thế là thôi anh em nhá, thông cảm. Có cái quả kéo Assassin ý, vẫn chưa thực hiện được thì thôi để hẹn đúng không khác anh em nhá, không khác. Ui. Cái gì đây? Lấy cấm đánh. Ok. Súng à. Cầm đánh quan trọng đấy. Cho súng vào khỏe hơn. Bao giờ có Ego Seed thì cho con cung. Round này tôi nghĩ là cái thằng đối thủ nó yếu, là tôi không cần up cấp. Còn Hải lại yếu lắm, không mạnh lắm. Cái con Flame bây giờ mà nó yếu mà anh em. Con này đấy bắn có chết được đâu mà. Tung trưởng chả chết được con nào. Thậm chí là bây giờ tôi còn đẩy nó nhiều ấy. Ui bắn con thỏ mất có chưa được 1/3 cây. Không ăn thua. Nói chung là Flame bây giờ yếu lắm. Anh em nếu mà anh em chưa biết thì tôi có thể tiết lộ cho anh em là cái trưởng của con Flame ấy. Cái trưởng của Flame ấy bây giờ ấy, nó cái ở cái mức 2 sao ấy, nó chỉ bằng 1 sao ngày xưa thôi. Tức là 500 đam ấy. Một sao ngày xưa nó tung trưởng nó cũng được 500 đam như bây giờ. Hai sao. Thấy cay không? Cay thật sự luôn. Chỉ có giảm 1 tiền thôi mà biến một cái con khỏe thành một con phế. Phế vật luôn. Anh em ơi, chúng ta quay trở lại với cái vòng lặp rồi. Chúng ta quay trở lại với anh em ơi. Còn 9 giây từ từ nha anh em nhá.
giây cuối mới up anh em ạ. À, để 6 thôi, up luôn. Nó sẽ quay sang là không kịp. Thật quang nó đang có chuỗi, tôi phải up như thế anh em ạ. À, ui giời ơi, không gặp nó. Chết rồi, lộ rồi. Lộ rồi mẹ. Tôi đang định có cái ý định là up ở giây cuối cùng lên 7 để lừa nó, để nó không biết, không kịp up. Xong rồi đấy tôi up lên, tôi mới cướp chuỗi. Ai ngờ đã gặp được đâu. Thôi cũng chỉ làm được một lần ở round 12 thôi anh em ạ. À, chứ còn cái round 13 thì nó biết rồi, nó lại cũng up 7 luôn. Nói chung là phải lừa ở những cái round quyết định quan trọng như thế anh em ạ. Đấy, nhưng mà hình như là nó vẫn chưa có cái ý định up cấp. Chưa có ý định up cấp à? Vẫn để ở level 6 kìa. Được quá nhờ. Có vẻ như là bạn đang muốn trao cái chuỗi này cho tôi rồi. Xin nhá, tôi xin. Chuẩn bị qua này, qua này. Quang sang đây. Quang sang đây. Quang sang đây tôi đón. Ui, sao ui, nhưng mà trông có vẻ hơi mạnh. Chưa, hai gấu à? Ăn được không? Ăn được chứ, làm gì không ăn được. Bốn đỏ ăn tốt. Bốn đỏ ăn tốt. Ờ, mình xin. Mình xin Quang ơi. Mình xin Quang ơi. Thực ra cái bộ của ông Quang này có up thì cũng, nói chung là cũng không thể thắng được anh em ạ. Có up thì cũng chỉ cho được thêm con Goblin vào thôi, thì nói chung là không ăn được. Đấy rồi. Hay quá nhờ. Nhưng mà chưa có cái Berlin. Đẩy được từng nào hay từng đấy anh em ạ. Cho cây vào đẩy nó nhanh. Mỗi tội chưa có Berlin. Thiếu viên ma lăng nữa thôi là có Berlin rồi. Hy vọng round 15 sẽ có cái ngọc ma lăng. Chứ còn tầm này thì có vẻ tăng ma lăng hơi chậm. Tăng ma lăng hơi chậm. Chưa gặp cậu Hiệp nhỉ. Cậu Hiệp có thể comeback. Gặp sớm, sự gặp sớm mới tốt. Gặp muộn quá tí nữa xả tiền. Gặp là mất chuỗi là một. Thứ hai là sẽ bị đẩy nhiều máu ấy. Hy vọng là gặp cậu Hiệp sớm. Ok, vẫn khỏe, vẫn khỏe. Tuy nhiên là vẫn không đẻ được cái con cây ra kìa. Phải có ma lăng. Đây rồi. Chúng ta còn thiếu một con cung nữa rồi. Là chúng ta có 6 Hunter. Ok, mua con thỏ đi. Chuyển trận này thì chỉ chuyển 9 hẹp thôi anh em ạ. Không có Tsunami, không có Lancer thì làm sao mà chơi được đỏ. Không chơi được. Sáu Hunter thì có thể giữ được cái chuỗi này. Tôi nghĩ là nếu mà có 6 Hunter thì có thể giữ được chuỗi round 20 đấy. 6 Hunter, 4 đỏ. Thì lên 9 thì chắc là không kẹp được. Cậu Hiệp chơi cái đội hình gì lạ nhở. Trông như kiểu bộ siêu đẻ này vậy. Hình như là bộ siêu đẻ. Chơi đẻ kết hợp, tôi lại nhìn thấy có cả kết hợp với God. Chơi bộ lạ nhở. Rất sáng tạo ấy. Hoặc là có thể là cái giai đoạn đép quái thì chơi thôi. Chứ còn tí nữa chắc là về God Warlock hay là về God Shaman. Tôi nghĩ là như thế. Ui, vẫn chưa có ma lăng. Ui mẹ ơi, không có ma lăng này. Thôi xong rồi. Trận này chán đời đổ khéo thế nhở. Cho hai con Aegis Seed vào đã. Ở level 8. 4 đỏ, 2 Aegis Seed, 3 Hunter. Đổi trận này không ủng hộ cho lắm anh em ạ. Thực ra chỉ cần một viên ma lăng thôi là đủ. Một viên ba lăng ghép cái Berlin thôi. Mà trận này có vẻ như là không được ok cho lắm. Từ bây giờ nó đào 20 là phải ra con Grim. Đây này, gặp cậu Hiệp này. Chơi gì đây? Chơi gì nhở? Chơi gót đẻ sao ấy? Ôi mẹ ơi. Phải không? Ui cái gì đây? Gót đẻ thuyền trưởng cái gì đây? Trông sợ ấy nhở? Ui đúng thật, cắt chuỗi luôn này. Mẹ ơi, 11 máu luôn ạ. Chưa hẹp không? Đây này, ra wing rồi. Ra wing là đủ 6 Hunter rồi. 6 Hunter cho 6 Hunter vào đó.
bán đỏ thôi anh em ạ. Nếu mà xác định là xây dựng tiếp đỏ thì phải có búa sét, chơi kiểu dạng như là chơi Hunter tí, có Tsunami thì mới chơi được. Còn không thôi chuyển dần sang ép thôi anh em ạ. Tầm này không chơi được Hunter nữa đâu. Nhiều anh em cứ bảo là tôi chơi Hunter đi thì không chơi được anh em nhá. Ui rồi mẹ ơi, nhìn chồng kìa, toàn 2 sao kìa. Ui, mạnh thế. Chơi là chơi Human rồi, chơi Human. Human kết hợp với cả mấy cái con mech dạ đầu game. Ui, ăn được không? Cố gắng lên, giết hai con. Ui, tên lửa, may quá. Vẫn ăn được. May quá anh em ơi, vẫn ăn được. Đấy. Chứng tỏ là coi như là cái bộ mech ấy nó cũng không phải tí lắm đâu. Khi mà ví dụ như là ra nhiều quá ấy, nhiều khi là không có tiền để mà mua cơ anh em ơi. Cứ roll cái bộ mech đấy nha, nó rất hay ở cái chỗ là chúng ta có tiền ấy, chúng ta có cái công nghệ mech ấy, chúng ta roll ấy, chúng ta có tiền thì không sao. Nhưng mà chúng ta đều có tiền ấy thì nó lại là câu chuyện khác. Là chúng ta thắng nhưng mà chúng ta lại phải roll, sau đó chúng ta nó ra cái quân cờ nó nhiều quá, chúng ta mua chúng ta thọt tiền, đâm ra là bị thọt tiền anh em ạ. Chính ra như thế nó lại không hay. Là đỏ quá chính ra nó không hay lắm đâu. Đấy. Nhiều khi là nó chỉ vừa phải thôi, như bộ Hunter toàn 1 sao này. Nhưng mà nó khỏe, nó khác anh em ạ, nó khỏe. Bắn chết hết. Ui giời ơi, like vào đây bắn chết luôn. Từ lấy giờ tôi thấy chưa thằng like nó ăn được tôi. Ui giời. Cái người phá chuỗi của tôi là cậu Hiệp, là chơi cái bộ God cơ chứ không phải là bộ Line. Chính ra Hunter không sợ lắm nhá. Roll rồi, tầm này roll thôi anh em ạ, roll thôi. Roll bây giờ ấy thì tôi form ép rồi anh em ạ. Tôi form ép rồi. Nên là tôi sẽ ưu tiên những cái con ở trong bộ ép, là gồm có con Doom này, gồm có con Sailing Assassin này, Sailing Archer này, Wing Ranger này, The Saw này, đấy, con cây, rồi ok, cả hai con cây đều rất là ok. Đấy, và đặc biệt nó chính là con gì? Con Grim, con Grim, nhiều khi nó chính là cái con Grim ấy, nó mới là cái con quan trọng nhất ở trong bộ này anh em ạ. Không có cái con Grim mà chúng ta tính cái chuyện chơi 9 ép ấy thì nó là một cái câu chuyện nó rất là kiểu đếm cua trong lỗ. Đâu biết bao giờ ra con Grim đâu. Đấy, nhưng mà cứ thế thôi, đam mê Crone thôi. Đam mê Crone mà anh em, nhiều anh em hỏi là tại sao. Đây ơi. Rồi ơi, tôi vừa đang nói là tại sao anh em, nhiều anh em hỏi tại sao mà chưa ra Grim đã xác định cho 9 ép. Ừ, vì tôi thích thì tôi chơi thôi nhá. Đây ơi. Rồi, form rồi nhưng mà vẫn thiếu anh em ạ. Cái quan trọng là nó vẫn thiếu, nên là tôi sẽ form dần dần. Nó vẫn thiếu cái con gì? Nó thiếu cái con Grand Herald. Như này có đép được lao quái không nhỉ? Trông có giống như đép được lao quái không nhỉ? Khó. Hy vọng là đủ ram để có thể kết liễu được hai con quái này. Ở đây có khá nhiều Hunter tôi để ở còn lại, nhưng mà nó không đủ bộ 6 Hunter thì có ăn được không đây? Ăn được. Rất may. Tôi cứ ngỡ là không ăn được nhưng mà lại ăn được. Thôi súng không mua nhá. Bây giờ là form 9 ép luôn anh em ạ. Dark Spirit này. Đây rồi. Cây. Ui cái con Grand nó ra nó khó như thế sao? Grand Herald nó ra nó khó như thế sao? Mẹ. Vứt con này đi. Cho 6 ép vào. Đây. Đủ 6 ép. Ok. 6F3 Hunter vậy, tạm với anh em ạ. Chuyển sang 6F trước. Đấy, anh em thấy tôi chuyển đầu tiên là từ 4 đỏ Hunter nhá, 4 đỏ 3 Hunter nhá, xong rồi chuyển sang 6 Hunter kết hợp với cả 2 đỏ. Đấy, xong rồi chuyển sang là 6F kết hợp với 3 Hunter. Mẹ, chuyển liên tục luôn, giữa game mà đã chuyển 3 đội hình rồi. Mà cuối cùng vẫn chưa form được cái đội hình 9F. Lại bị cái thằng ui. Cậu Hiệp đây à, đẩy kinh thế. Ui khỏe nhá. Đội hình siêu đẻ khỏe nhá. Tôi cứ tưởng là nó yếu nhưng mà không đâu. Cuối cùng thì cũng ra được Grand Herald. Trông kìa, cái đội hình này nó đẩy tôi kìa. Hai lần gặp mỗi lần mất 17 máu. Tức là nó không hề yếu.
xếp lại cái đội hình chín đẹp đã anh em ạ. Ok, nhưng mà tôi có một cái quan trọng ấy, đó chính là cái Berlin thì tôi vẫn chưa thấy ở đâu. Không rõ Berlin ở đâu rồi nhỉ. Ghép đồ thôi, BKB hay búa xét đây anh em. Cho anh em lựa chọn đấy. Búa xét hay BKB? Búa xét hay BKB nhỏ? Ôi, tôi cũng đang phân vân lắm đây. Thực ra trận này tôi cảm thấy nhiều mết, có khi là BKB anh em ạ. BKB ưu tiên trước. Trận này có God, tôi có mết. Búa xét để ghép sau đi. Món đồ búa xét thì ghép đầu game thôi, chứ giữa game thì nó yếu rồi anh em ạ. Tầm này yếu rồi. Bây giờ cần phải tung được trưởng. Thỏ phải tung được trưởng trước khi chết. Từ khi cái con God of War nó lên 3 tiền, tôi cũng chưa chơi cái bộ God thì không hiểu nó mạnh như nào. Không biết là các anh em kênh chat đã chơi nhiều chưa? Đã chơi cái bộ God chưa? Chơi God thì chơi God với cái bộ gì? Anh em thử comment cho tôi xem nào. Anh em comment đi xem các anh em chơi nhiều God chưa. Chưa chơi God trận nào cả. À, trận God out meta rồi. À thế à. Anh em thử chưa mà biết là out meta? Anh em thử chưa? Thử rồi gì? À, anh em thử rồi à? À, ok. Rồi, để biết được, để coi như cho blacklist. Không chơi God nhá. Anh em thử rồi thì tôi tin anh em. tôi tin anh em thôi. God of War 3 tiền làm co. À, thế à? Kinh, thật là như vậy luôn. Đây là 9m đây này, chính vì thế tôi phải ghép cái BKB trước anh em ạ, à, cho nó an toàn. Ui, ghép BKB rồi vẫn bị chết luôn kìa. À đéo đâu, mình quên. BKB đéo để cho con thỏ, để cho con cây thì chả chết. Khổ. Ui rồi ôi, nhìn nó đẩy kìa. 9 ép nó sợ 9m lắm anh em ạ. Rôn hút con cây nào. Rôn hút con cây 3 tiền lúc sao giật lag nhờ. Stream hơi lâu, lag là phải rồi. Giật lag quá. Bán luôn con này đi. Không cần, từ từ đã anh em ạ. Tiền lên đã, tiền lên đã. 50 tiền rồi. Rau quái, không có việc gì phải vội cả. Chúng ta chỉ cần một con đường đuôi thôi, chúng ta áp được cấp rồi. Anh chơi thử bộ God đi anh. Ok anh em nhá, nhưng mà tôi sẽ hẹn anh em vào cái buổi livestream ngày mai. Trận này tôi nghĩ là trận cuối rồi anh em ạ. Gần 4 giờ rồi. Gần 4 giờ sáng rồi. Thôi. Trận này tôi nghĩ là kết thúc trận cuối, cố gắng lên top 1. Bây giờ đang điểm nó đang máu đang là 57 máu, thì tôi nghĩ là cái lượng máu này sẽ giúp tôi có thể xoay bài được để có thể giành top 1. Cố gắng nha anh em nhá. Hôm nay chưa có một trận top 1 nào. Cố gắng trận cuối top 1 đi. Chứ bây giờ bảo không top 1 đi ngủ thì cái trận này mà đeo top 1 thì ngồi đến 5 giờ à? Thôi nha anh em nhá. Sợ thật sự. Hôm nay quá khô máu với anh em luôn. Thực ra cái bộ God thì tôi vẫn chưa đánh giá được là nó có mạnh hay không. Phải thú thật là như thế. Rất với anh em như thế. Nhưng mà tôi có một cái bộ mà tôi nó cũng là bộ God mà tôi chưa có tiết lộ cho anh em. Đấy, như là có anh em bảo là vừa nãy có hỏi tại sao mà tôi lại thích chơi 9 ép đến thế. Thì thực ra 9 ép thì bây giờ nó là meta thì nó khỏe thôi anh em. Anh em thấy không, chơi toàn top. Chơi thì đéo nào cũng top rồi anh em ạ. Cứ chơi 9 ép là top hết. Đấy. Đơn giản thì nó đội hình gọi là đội hình meta. Bây giờ phải kiếm được cái đội hình thế này. Tôi bảo anh em này. Bây giờ anh em sợ 9 ép đúng không? Anh em sợ 9 ép thì anh em biết cách counter rồi chưa? Đấy, tôi biết cách counter rồi đấy. Nếu mà anh em có muốn tôi chia sẻ cách counter không? Để tôi xem là anh em like được bao nhiêu like đã rồi. Tu lấy giờ. À đây rồi. À, thấy rồi. Lấy à, nhìn thấy là 7 mấy like, bây giờ là hơn 100 like rồi. Ok anh em. Ok nhá. Thì có thật, thú thật là anh em bây giờ anh em ấn 1 đi xem nào. Bây giờ anh em ấn 1. Trứng này. Bây giờ đập vào con cây là cũng lên được 2, nhưng mà tôi sẽ roll để tôi kiếm mấy con Sailing 2 sao.
chứ còn tôi không đập chân cây đâu. Bây giờ này nhá, anh em ấn 1 nhá. Anh em ấn 1 nếu mà muốn tôi chia sẻ cách coi như là counter bộ 9F. Anh em tôi không phải coi như là quảng cáo nhiều thì anh em cũng đều biết là thông thạo 10 bộ 9F rồi. Chơi bộ 9F cực kỳ kinh khủng luôn. Không dưới 200 trận đâu anh em ạ. Không dưới 200 trận đâu mà tỷ lệ top 1 ấy. Anh em biết hạng trung bình chưa? Lại phải khoe lại hạng trung bình mới được. Riêng cái hạng trung bình đấy thì thôi, anh em nhìn vào có anh em biết rồi, có anh em chưa biết. Nhưng mà nếu mà anh em biết rồi thì anh em cũng thấy hạng trung bình nó cao lắm. Hạng trung bình nó cao lắm. Anh em nhìn thấy cái hạng trung bình của tôi chưa? Tí ấy, hết game sâu ấy, hết game sâu hạng trung bình của 9F. Đấy, thế nên đừng hỏi tại sao mà lại hay chơi 9F, bởi vì hạng trung bình cao thế thôi. Chơi game mà hạng trung bình nó rơi vào tầm khoảng 1.8, 1.7, 1.8, anh em biết thế nào đấy. Đấy, toàn chơi 9F thôi. Thế nên là lý do ấy, tại sao mà lý do ấy, chơi lại hơi có một chút gì đấy gọi là hơi công nghiệp một tí trong cái trận cuối. Rồi ok, Grim Raider 2 nhá. Chuyện cuối này chơi có vẻ hơi công nghiệp khiến cho anh em, nhiều anh em nói ở trên cái chat. Công nghiệp quá à? À, công nghiệp quá à? Anh em phải thông cảm, ai rồi cũng sẽ khát thôi anh em ơi. Ai rồi cũng sẽ khát thôi. Giời ơi, anh em cứ bảo tôi làm sao mà tôi có thể không công nghiệp được đây. Khi mà một ngày livestream anh em bắt phải coi như là livestream liên tục từ, tôi nhớ là 10 rưỡi đúng không? Bây giờ là gần 4 giờ rồi. 4 giờ sáng rồi anh em ạ. À, làm sao để không công nghiệp được. Bây giờ muốn có một trận để đi ngủ thì phải công nghiệp tôi chứ còn biết làm nào. Bây giờ biết làm nào đây. Đấy. Anh em muốn chia sẻ thì anh em ấn 1 nhá. Để tôi xem bao nhiêu người ấn 1. Ờ. Anh em muốn chia sẻ kinh nghiệm counter 9F ấy thì anh em ấn 1. Ui mẹ, đẩy gần hết rồi này anh em này. Mà cái bọn 9F nó đẩy kinh thật đấy. Anh em thấy không? Bọn 9F nó qua nó đẩy kinh. Chơi siêu đẻ, chơi bộ này hợp quá gì nữa. Ai mà đam mê bộ siêu đẻ, chơi 9F quá hợp luôn. Và nhất là tôi, đây rồi, Selling Assassin rồi, đập trứng luôn. Không nói nhiều. Đây rồi. Anh em xem tôi đã lâu, anh em thừa biết là tôi rất là thích chơi bộ siêu đẻ. Lên 10 luôn, không nói nhiều. Dồn đồ cho Selling. Chưa kịp để rao sau nhá. Ui tôi có một quyển sách mà tôi không biết này. Đây này, gặp cái bộ gót đẻ này. Mà nhá, 9F với cả gót đẻ thì thằng nào ngon hơn? Ui thằng nào ngon hơn? 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 Ui mẹ loạn mẹ hết cả mắt. Chả nhìn thấy thằng nào luôn. Mà tôi nhìn thấy có vẻ như là tôi đang ngon hơn. Ui tôi đang ngon hơn thật. Tôi đang ngon hơn. Rất nhiều những cái quả tên lửa rồi, rất nhiều những cái set của người cũng giật set của con rớt xuống, nhưng mà tôi vẫn thấy những cái con ẹp của tôi nó hiên ngang. Ui khỏe nhờ. Thật sự là ẹp rất khỏe luôn. Vẫn còn BKB nhá. Tôi vẫn còn BKB và thậm chí là vẫn còn Blink cho Selling. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Cái gì đấy? Nó vả đau cái gì đấy? À. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Cái gì đấy? Đấm 9F vào nó vả đau à? Ui đừng hội đồng tôi. Đừng hội đồng tôi, có cái gì đâu mà đau, nhẹ nhàng gì đau đâu. Ô hay, vừa lấy sang đấm tôi 17 máu thì tôi có thấy có kêu đau đâu mà sao sang soi bài kinh thế. Ờ hay, bình tĩnh nào, để cho người ta chơi. Giời, có cái gì đâu mà đau. Đau thì làm game mới. Ui, được rồi, bây giờ đồ thì lấy cái gì đây? Có hai món đồ có thể lấy được là cái BKB với cả cái hút máu. Cái hút máu cuối, mặt nạ hút máu cuối. Vấn đề là đánh với thằng nào lít game? Thằng God hay là thằng Wario? Thôi cứ lấy hút máu cuối đi anh em ạ. Tôi nghĩ là God đẻ khéo lắm. Tôi nghĩ là lấy cái hút máu cuối hơn. Chứ God đẻ thì trước sớm muộn gì thì cũng toang thôi anh em ạ. God đẻ là một cái bộ biểu diễn. Một cái bộ biểu diễn chứ không phải là cái một cái bộ mà solo top 1 được. Solo top 1 bây giờ chỉ có 9F thôi. Rồi 9F có counter bọn line là chắc chắn rồi. Đấy. Cái line này counter chặt bọn line luôn. 9F counter chặt bọn line luôn. Line bao giờ phải LC3 rồi, phải có gậy như ý cấp độ 2 mới có thể chơi được. Gậy gai cấp độ cuối mới chơi được. Anh ơi, vậy bộ nào counter 9F vậy?
À quên, sorry anh em nhá. Mải không để ý anh em nói. Mải chơi không để ý. Vừa nãy là có hỏi anh em, anh em ấn một nếu mà muốn muốn tôi chia sẻ cái counter. Thì cách counter nhá, tôi chia sẻ cái counter cho anh em. Vừa nãy anh em ấn một nhiều nhưng mà lúc đấy tôi lại tập trung vào game, tôi lại không đọc anh chat. Cách counter thì anh em lấy giấy bút ra này, lấy sách vở ra ghi này, rất là đơn giản nhá. Tôi chỉ chia sẻ đúng một lần này thôi. Từ từ đã, Shin Wario rất mạnh ở đây, Sven 2 sao ạ. Ui, ăn được không? Trông nó chém kìa. Ui, nhìn nó chém kìa. Có chống lé, thôi xong rồi. Khó rồi. Ây ui, đẩy đau thế, 20 máu ạ. Không hiểu kiểu gì. Căng. Thôi chết rồi anh em ơi. Căng, anh em bình tĩnh nhá. Bình tĩnh, để tôi xả tiền lốt. Tôi sẽ không thể trả lời anh em được ngay bây giờ đâu. Mẹ ơi, có khi như nào đây? Vứt hai con cây đi à? Hết slot rồi. Vứt mẹ cây đi luôn. Coi như không chơi cây nữa anh em ạ. Chơi cây 2 sao à? Tí nữa tôi vứt được cây luôn anh em nhá. Ôi không chơi cây nữa. Ui không biết cái đau này có đẩy nhiều không nhỉ. Chúng ta vẫn chưa lên được con thỏ 3. Con cây cũng chưa lên được 3. Sven bị cấm đánh được một lúc. Nhưng mà khi nó tỉnh dậy thì có thể nó sẽ bắn chết hết. Ô kìa, Sven chém mãi đâu chết được kìa. Ô chém trượt à? Lần này chém trượt có vẻ như ăn rồi. Hay quá, combo rất đẹp đến vị trí của Grim với thỏ. Có ăn được không? Kìa con Sven bay ra sau rồi. Ui nó bị tun, Sven bị tun. Được, ăn được. Giết chết Sven là được, đúng rồi. Còn một mình con Lancer chắc cũng không ăn được. Lọt một con thôi. Round này chỉ lọt đúng một con Lancer thôi anh em ạ. Ăn được không? Khó, con này trâu lắm. Mẹ 2 sao rồi anh em ơi. Ui ôi, thế mới cũng mất 5 máu đây anh em ơi. Không ít đâu. Lọt con Lancer với con Sven thôi là mất 10 máu một round rồi. Doom 2, đây rồi, ok. Lên là con Doom 2 cũng sẽ đỡ được. Wing Ranger lên 3 này. Đưa thỏ Wing lên 3 thôi anh em ạ. Giờ tập trung vào xếp đội hình như này chứ không phải là roll đâu. Nó blink xuống góc kia. Con Sven blink xuống góc phải à? Xuống góc phải, đưa gậy đẩy cho con Wing. Blink sang góc trái cũng được. Blink sang góc trái thì sẽ bị vướng vào cái con Sailing. Câu kéo rất nhiều thời gian. Mẹ chém Sailing có giáp, chém đến Tết. Ui, chém đến Tết em ơi. Ở đây nhá, phía bên này còn có Squire trừ giáp của con Sven. Có Sven vào đây bắt bẫy rồi. Vào cái lỗ này chết mày ngay. Ui dồi ôi. Thậm chí là còn không thể giết được con Wing Ranger. Nên nhớ là con Wing Ranger lại có trừ giáp, nó mới là quan trọng. 26 máu đẩy nó chết luôn được không? Ui vẫn chưa chết. Mẹ, nó vẫn chưa chết anh em ạ. Tôi cứ nghĩ là cái round đấy chết rồi khi mà tôi để hai bên là hai cái bẫy dành cho con Sven, nhưng mà nó đéo chết. Cay thật. Vẫn còn một round nữa sẽ tỉnh được không nhở? Nó có tỉnh được hơn không nhở? Nó sẽ tỉnh táo hơn trong việc xếp bài. Thứ hai chả tỉnh được. Ở đây hai bên mỗi bên là kẹp một con rồi. Đấy, bên này thì Wing Ranger nhá, đứng bên này có gậy đẩy nhá, Blink xuống cái đẩy lên luôn. Đẩy ở đằng sau luôn. Bên này thì bên trái thì đã có Sailing chốt ở dưới này rồi. Blink xuống gặp Sailing nhá, đấm đến Tết cũng chết. Chưa kể là kẹp thêm Squire ở đây nữa, gọi đệ ra, gọi đệ trừ giáp anh em ạ. Trừ giáp của Squire kết hợp với cả trừ giáp của Wing Ranger tạo thành cái kỳ chiến thắng trong trận đấu. Ui rồi ôi, ngon rồi. Thôi lấy búa xét thôi chứ còn chần chờ gì nữa. Búa xét 2 anh em ạ. Nốt nào, đưa con thỏ lên 3. Thỏ, ui xui ui. Mẹ, lên được luôn. Rồi xong rồi đấy. Xong rồi đấy, combo đẹp một phát là ăn tiền. Ok. Dồn đồ cho thỏ thôi. Sailing ở trên ý, nó tăng cơ con này 2 sao hơn cây. Nhưng mà tôi vẫn chưa cho cái con bài cuối cùng đâu anh em ạ. Nó chính là đây này. Đây này, ui dồi ôi. Mày chết, vào đây. Kẹp combo trừ giáp, tôi cướp skill ở con Aquaman anh em ơi, trừ giáp toàn bộ đội hình như kia. Bọn này bây giờ siêu mỏng cánh, nó không còn là mấy cái con warrior nữa đâu, mềm lắm. Trò chơi kết thúc.
Anh em thấy chưa, vẫn chưa lộ ra cái con bài chốt đâu. Tôi không thể nói được. Đó chính là cái con Grand Herald, nó cướp skill của con Aquaman anh em ạ. Combo Grim vẩy mực, sau đó thì trừ giáp. Rồi ôi, cái bọn này bây giờ giáp nó có hai mấy mà giáp thôi. Hai mấy giáp thôi, trừ một phát hết giáp luôn anh em ạ. Thế là phản đam không có này, không có giáp, bắn mềm như bùn. Anh em thấy chưa? Thấy sức mạnh của đội hình 9 này mạnh như nào? Kinh chưa? Mạnh lắm. Thôi đấy, như anh em vẫn thấy là cứ vào vụ thông thạo thì top 1 thôi. Đến đây thì chắc là cũng vẫn có các anh em thắc mắc là làm như nào để counter lại bộ 9 F, bởi vì tôi vẫn chưa có giải đáp thắc mắc của anh em. Thì thôi, xin phép anh em là để buổi sau anh em nhá, trong clip sau tôi hứa với anh em chắc chắn là sẽ ra cái đội hình counter lại bộ 9 F này nhá. Anh em hãy đón chờ cái clip tiếp theo nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào ngày mai. Bye bye. Nghỉ thôi anh em ạ. Bye bye. Nghỉ thôi anh em ạ. Bye bye. Nghỉ thôi anh em ạ. Bye bye.